À, nhau xin chào các bạn và chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Thì như mình đã nói lần trước đó là mình sẽ đi sửa lại cái mũi các bạn ạ. Thì lý do là một cái do rất là dài, đó chính là mình bị tai nạn đó, xong là cái mũi mình bây giờ nó có rất nhiều cái triệu chứng khó nói, cho nên hy vọng là mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể ở comment phía dưới. Cho nên nếu các bạn mà thấy là ơ cái mặt như vậy rồi còn đòi sửa cái gì nữa thì các bạn có thể xem comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì mình đã đến Banobagi rồi và mình đã chuẩn bị sẽ đi sửa lại cái mũi các bạn ạ. Đây là đang quay chị cục kiểm sinh. Đang quay đây. Bây giờ mình đi kiểm tra máu. Bây giờ thì mình đang kiểm tra máu và nói đi em. Chị đã lấy hết một lít máu của em rồi đó. Em cảm thấy là hết một lít máu rồi nè. Biểu 아주 나쁘진 않는데. Cái view tổng thể của mình nó không có gì tệ lắm đâu. 높고 조금 더 코끝이 전진되고 하면 뭐 얼굴은 더 잘 생기지 얼굴이 되겠지. Nói là chỉ cần chỉnh cái sống mũi mình nó cao lên một xíu, hai năm đầu một cao một tí là đẹp. Thấp 밑에 이제 지방 조금 뽑는 거 하고. Với lại cái phần 이런 데는 괜찮은데 여기가 조금 있잖아요. 중심선이 약간 mặt của mình 비대칭이 있어. Kiểu như là cái phần chính diện của mình là kiểu như nó hơi bị lệch đó. 정면에서 봤을 때도 약간 이렇게 틀리잖아요, 이렇게. 근데 사실 뭐 문제들 이런 콘 뭐 코 모양은 되게 예쁜 편인데 네. 본인 코가 지금 모양이 나쁘진 않아요. 네. 근데 이 코는 상당히 본인 얼굴로 들어가면 이 코가 너무 높아 보일 수 있어. 네, 본인 얼굴이 되게 작고 약간 뭐 이 이마선이라든지 턱선 같은 게 굉장히 부드러운 편이라서 네. 이 코는 사실은 너무 높은 편. Thật ra cái dáng mũi này nó đẹp. Tuy nhiên với cái mặt của mình thì nó sẽ không phù hợp vì nó cao và nó to quá. Nếu mà 사진을 보면 đưa vào cái dáng mũi mình thì không có hài hòa được cái gương mặt của mình đó em. 특히 이런 부분들이 되게 높게 나와 있어. 사진상으로는. 네. 이해하지? 네. 예쁘게 잘해줄게. �ác sĩ sẽ cố gắng làm đẹp nhất cho mình em ha. Em không phải lo lắng. Bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu đi vào trong phòng phẫu thuật các bạn. Bây giờ mình đã lên đồ rồi. Đây, và hôm nay là bác sĩ nói là mình sẽ gọi là gây mê đó các bạn. Chứ không phải là gây tê, nhưng mà mình gây tê nghĩa là gây mê, nghĩa là mình mê xong rồi mình nằm ngủ luôn, chứ không biết gì xảy ra, xong sau đó tỉnh cái là xong hết rồi đó. Và bây giờ vô luôn hả chị, bắt đầu. Rồi bây giờ mình bắt đầu lên bằng mũi đây, tạm biệt các bạn nha. Các bạn ơi, mình đã về nhà rồi, đây là khuôn mặt của mình lúc này. Mình quay đằng trước này đây.
Các bạn thấy máu bên này các bạn thấy không? Nó bị rỉ ra liên tục luôn, nhưng mà một cánh mũi bên này thì nó không có bị. Cái mặt mình nhìn nó băng bó nguyên mặt vậy, chứ không phải là phẫu thuật nguyên mặt đâu. Cái mở nọng cầm ra, bác sĩ cứ mở nọng cầm ra luôn, cho nên là phải băng bó nguyên mặt vậy, chứ mình có sửa cầm hay sửa gì nữa nha các bạn. Và nếu bây giờ các bạn hỏi là có đau hay không á, thì thật sự nó không phải đau, kiểu đau đớn lắm các bạn ạ. Nhưng mà nó kiểu bị nhức nhức á. Các bạn hiểu kiểu cái nhức nhức không? Nhưng mà bị vết thương xong rồi vết thương nó sẽ làm nhức nhức, và đặc biệt đó là bác sĩ lấy sụn tay bên này này các bạn thấy không? Xin chào các bạn. Và thì sau khi có một đêm rồi các bạn, mà bây giờ cái ui da, lấy lộn cái gì vậy? Cái mặt mình nó bị sưng lên như thế này, các bạn thấy đôi mắt không? Nó bị sưng lên như vậy. À, nói chung một đêm qua rất là khó ngủ luôn các bạn. Ngủ được một tiếng rồi tỉnh dậy, ngủ được một tiếng rồi tỉnh dậy. Thì bây giờ mình sẽ ra bệnh viện hết dịch, và chắc là mấy anh chị đó sẽ gỡ cái băng ra giùm mình á. Ok. Hồi đó cậu làm có đau không? Hồi đấy cậu làm có đau không? Không đau á? Đáng chịu đau nha. Tại vì đã, nếu mà chùi được cái dịch thì nó mới dễ thở. Đây là ngày thứ ba rồi các bạn. Đáng lẽ là tối hôm qua mình phải quay cho các bạn xem. Sau đó đêm đó về nhà cái mặt mình sưng vù luôn các bạn ơi. Cái mắt mình nó bị híp rồi như thế này nè, đó như thế này nè. Và nó cả tại vì cái khúc mình nè, người ta sẽ nâng lên tí xíu cho nên là nó sẽ kéo cái thịt ở mắt lên, cho nên mắt mình bị sưng rất là nhiều. Nếu các bạn để ý thấy rõ thì bây giờ chỗ này đang bị đỏ này, các bạn thấy không? Nó đỏ và nó tím luôn. Nhưng mà hôm qua trước mình chườm đá rất là tích cực á, cho nên là bây giờ nó đỡ rồi, nó đỡ sưng rồi. Ok, và hôm nay đến đây thôi. Bye bye.
ơi nhói ha. Rồi thả lỏng. Rửa cằm lên đây. Ngửa cầm lên. Anh, khử trùng sạch bên trong mũi nữa ha, bây giờ vẫn chưa được kỹ đâu ha. Anh tưởng là làm mạnh như vậy thì nó ảnh hưởng tới cái mũi, đâu có dám làm nhẹ thôi. Ủa sao đứng lại cái thật sự chả nhé? Yêu bọn, chỉ cho bọn tập trung bán nhẹ để anh về. Chúc mừng nhé. Ê, chúc mừng nhé. Bác sĩ nói mình phẫu thuật thành công ha. Vâng, người ta chúc. Bác sĩ nói mũi hình dáng đẹp lắm nhá. Giống của sinh phải là thế. Bôi kem mỡ thật là đừng bôi nhiều đó anh ha, anh. Ok, chị ơi. Các bạn ơi, và bây giờ mình đang đi về nhà thấy các bạn. Bây giờ các bạn thấy cái mũi đã làm xong hết rồi. Và nói chung là hôm nay là mình đã được tháo băng, tháo băng ra rồi và gỡ cái chỉ ra. Và hồi nãy lúc các bạn thấy là bác sĩ đó có làm vệ sinh ở trong mũi cho mình đó. Trời ơi, đau muốn chết luôn. Hơn nước mắt nước mũi ra mà ào ào với các bạn nha. Trời, đau muốn chết đi sống là dò gì đó. Mà hồi nãy cái chị mà cầm máy cho mình quay không có được, có rất là tiếc các bạn ơi. Thực sự rất là đau, cho nên là khi các bạn mà làm mũi như vậy thì các bạn phải chú ý là vệ sinh kỹ thiệt là kỹ ở phần bên trong mũi đó. Nên là cũng phải làm, các bạn phải làm mạnh thiệt là mạnh. Các bạn phải làm thiệt là vũ phu vào. Thì bây giờ đáng lẽ là mình phải quay tiếp nữa, đó chính là một ngày cuối là mình sẽ lên tháo chỉ ở trong mũi á, với chỉ bên cánh tay lại các bạn. Các bạn thấy cái lỗ tai nó đen xì ngay luôn các bạn. Nó đen mà đen tím thâm lại luôn á, là mình phải lên cắt chỉ bên tai với lại cắt chỉ trước mũi nữa. Nhưng mà thôi mình làm biếng quá, mình đính là đi về Busan rồi mình cắt luôn. Nói chung là cái mũi này kiểu như là nó sửa cho thẳng lại thôi các bạn. Thẳng thiệt là thẳng. Và vì mũi mình lúc đầu nó bị quẹo qua một xíu mà, cho nên là bây giờ nó sửa thẳng và bây giờ nó không muốn được tự nhiên, biết tại sao không các bạn? Tại vì mới sửa xong cái mặt mình sẽ rất là đơ. Tại vì cái khuôn miệng đó, nó không thể nào mà cử động được khớp khúc khớp với cái mũi ở trên, tại vì mũi trên nó bị đơ đó. Cho nên là mấy ngày đầu thì các bạn đừng có nên quay phim hay chụp hình gì hết như mình bây giờ đấy, thì nó sẽ rất là đơ, tại vì mình nói chuyện rất là kỳ. Nên là phải một tháng sau á, thì khi các bạn quay mấy cái mũi mới rồi thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ nói chuyện tự nhiên hơn. Đó, thì mình cũng muốn là vài tháng sau mình sẽ quay lại cho các bạn xem một cái clip, và vài tháng sau cái mũi mình nó sẽ gọi là co lại đấy các bạn. Nên nó sẽ nhỏ lại hơn so với bây giờ, chứ không có to như bây giờ đâu. Bây giờ vẫn còn đang to lắm các bạn. Và hy vọng là các bạn sẽ chờ mình xem cái clip vài tháng sau nhé. Ok. Và cuối cùng mình cũng được giải thoát được rồi các bạn ơi. Bye các bạn nha.